đam mê âm nhạc hay hát karaoke, đừng bỏ qua clip này. Đây là một cái mẫu loa kèm màn hình T70, nhỏ gọn, có màn hình 14 hay 16 inch mình không nhớ, chạy được tất cả các hệ điều hành phiên bản này, phiên bản đấy mới. Có 2 micro tích hợp eco, hát cực kỳ nhẹ. Đây, ngoài kéo đi. USB HDMI đầy đủ luôn cho anh em, vào mạng cực kỳ nhạy. Nếu mà chúng ta đi du lịch chúng ta sợ không có mạng đúng không? Chỉ cần phát điện thoại ra là có mạng ngay. Hôm nay thì mình sẽ phát điện thoại ở đây, phát điện thoại và kết nối wifi ở đây. Đấy anh em nhá. Ở đây nó có wifi mình đã kết nối sẵn rồi. Đấy, wifi ở đây là máy điện thoại của mình phát ra. Đây iPhone văn biên đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ phát ra, mình vào cái phần karaoke. Đây ở đây nó rất nhiều phần karaoke, chúng ta muốn chọn bài gì cũng được miễn sao mạng của chúng ta khỏe. Mạng của chúng ta khỏe. Bây giờ mình sẽ hát thử một cái bài nó đơn giản thôi. Đây, thử cái test cái chất độ này. Đây, chất cái màn hình nó có mượt hay không này, vì một người này. Anh em yên tâm là cái màn này nó rất là mượt nhá. Nó mượt cực kỳ luôn. Nó là cái phiên bản rất là nâng cấp mà qua rất nhiều đời màn hình thì con này mình nghĩ rằng là cái bản nó rất là tốt luôn. Đây, vì một người gia đình. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, nếu mà những cái buổi tiệc của mình mà rất là đông người, vui hay đi chơi, sắm ngay con loa này cho em, cực kỳ ok luôn. Đây, mic thì chống cũng 80%. Đấy. Mic thì tích hợp pin sạc. Mua về là không cần xài mua pin nữa. Loa thì tích hợp karaoke luôn. Đấy. Đấy cho bạn nghe thử nhá. Đấy, alo 1 2. À đi lùi ra một chút nữa. Đấy. Đấy, nghe thấy chưa? Đấy, anh em nghe xong, mình cho to màn lên này, đứng trước loa này. Đấy. Vì một người đi mãi chắc không quay trở về. Một chuyện tình này đành chia đôi. Một người ôm di vãng, người kia ở chốn xa. Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai, đành tìm vui lấy khác lấp cho hơi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu, tình về trên buôn lối, tình yêu là đã đau. Chắc không ai yêu thấu cho lòng tôi. Piazza này. Vì ai đã cất bước đi mãi chắc không về. Chuyện hai đứa nước mắt giờ về hai lối. Đường dài em bước đeo qua những lúc khiến em buồn, thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em. Đành tìm vui nơi khác lấp cho bởi nỗi buồn. Được một ngày không được bao lâu. Chứ mic hát rất là nhẹ các bạn ạ. Có echo và kết hợp với nhạc mà chúng ta hát du dương ở giữa một không gian rất là đẹp như thế này. Ở những cột party chúng ta hát hò thì cực kỳ ý nghĩa các bạn nhé. Hãy bình chọn này ngay bên dưới chiếc loa MT Max T70 Pro cực kỳ cao cấp và xin chào.